thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Ê-sai chương 44. Kết thúc chương 43 là lời tuyên bố của Đức Chúa Trời về việc Ngài sẽ phó Gia-cốp cho sự hủy diệt và phó Israel cho sự phỉ báng. Sự trừng phạt này làm cho dân sự thấy sợ hãi và lo lắng. Chính bởi vậy mà xuyên suốt cả chương 44 là những lời trấn an, khích lệ và cả những lời hứa về sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời trên dân sự. Mở đầu cho sự trấn an dân sự là lời tái khẳng định của Đức Chúa Trời trên dân sự rằng chính Ngài là đấng đã tạo dựng nên họ, lựa chọn họ và cứu chuộc họ. Mục đích của sự khẳng định này là để xác nhận mối liên hệ đặc biệt giữa Chúa và dân sự. Vì dân Israel là dân Ngài, nên Ngài sẽ giúp đỡ và bảo vệ họ đến cuối cùng. Trên một phương diện, sở dĩ Chúa có thể giúp đỡ và bảo vệ họ là bởi vì không có thần nào quyền uy cao cả như Ngài. Sự quyền uy vô song của Ngài thể hiện qua những việc Ngài thông biết mọi điều trong quá khứ và biết trước cả những chuyện trong tương lai. Có thể nói, đây là một thông điệp quan trọng được nhắc đi nhắc lại trong nhiều chương sách Ê-sai. Bởi văn hóa vùng cận đông là thờ đa thần, và dân của Ngài vì sự ảnh hưởng của những dân ngoại bang mà cũng thờ lại các tượng thần khác. Nên đó là lý do Chúa không ngừng tuyên bố với dân sự rằng không có thần nào giống như Ngài cả. Tiếp nối sự khẳng định uy quyền cùng với sự trấn an dân sự chớ kinh hãi là những mổ xẻ chi tiết về sự vô lý khi thờ lại các tượng thần. Câu 9 đến câu 20 của chương lột trần cách không thương xót về sự ngu xuẩn của những người thờ lại thần tượng. Họ biết rất rõ các tượng thần từ đâu mà ra. Tất cả đều bởi tay người ta làm nên. Cũng một khúc gỗ được dùng để làm các tượng chạm, và cũng khúc gỗ ấy người ta dùng để nấu nướng sinh hoạt. Chúa gọi những người đó là có mắt nhưng không chịu nhìn, có lý trí nhưng không chịu suy ngẫm, và quan trọng hơn hết là họ đóng chặt tấm lòng của mình lại, dẫn đến mù lòa tâm linh và ngu xuẩn về tâm trí. Kết thúc chương là những lời hứa về sự cứu chuộc mà Ngài sẽ làm trên dân sự, câu 21 đến câu 28. Trong phân đoạn này, Chúa khẳng định Ngài đã tha thứ mọi vi phạm của dân sự, đồng thời Ngài kêu gọi các tầng trời và nơi đất thấp hãy reo hò, hát ca reo mừng, vì Ngài sẽ giải cứu dân sự và bày tỏ vinh quang Ngài trên họ. Đó là lý do trải dài từ câu 24 đến câu 28 là một loạt những cụm từ ta là, ta sẽ, nhằm mục đích khẳng định Chúa là đấng có đủ uy quyền để cứu chuộc dân của Ngài. Câu hỏi suy ngẫm: bạn có thấy trân quý khi Chúa liên tục nhấn mạnh rằng Ngài đã tạo dựng nên bạn và bạn thuộc về Ngài không? Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời, là đấng đã tạo dựng nên con, lựa chọn con, giải cứu con và làm cho con được thuộc về Ngài. Tất cả không phải bởi nỗ lực của bản thân con hay bởi vì con xứng đáng, nhưng bởi vì tình yêu Ngài vượt quá điều con có thể hiểu biết. Xin dạy con biết trân quý ngôi vị được làm con Ngài và giúp con sống bày tỏ vinh quang của Ngài qua đời sống con. Amen. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại vào ngày mai.